Em bảo này, anh về nhà ở đi, rồi em sẽ làm công tác tư tưởng với vợ em. Anh có nhà mà không được ở, em thấy... Tao không chắc gì vợ mày cả. Tao đi sống đấy không hợp. Làm gì có ai ở trong gia đình mà không hợp. Chẳng qua là... Tao sống mày gần đây này. Mày ho cái tao lại về. Nói ít thôi. Trả nợ chưa? Em trả rồi. Chỗ tiền đô anh đưa ấy. Với lại em vét voi hết cả ví của mình rồi. Trả luôn đi, cho nó đỡ lằng nhằng. Nợ thì có thể khất. Tiền đưa cho vợ cho con thì đừng bao giờ chậm. Không có việc thì cướp đâu ra lương. Đúng không? Anh lấy đâu ra tiền? Đừng có nói là anh... Nói linh tinh tao vả rồi đấy. Thế tiền ở đâu ra? Anh làm gì có việc gì? Bán cái dây chuyền à? Cứ rình mò bố mày làm cái gì? Tao còn bận đi kiếm cơm. Rảnh đến đâu mà rình mò mày. Tối qua thằng Vĩ đi việc cho tao, bảo là thấy mày, nên tao đến xem thế nào. Sao phải căng lên thế? Tao đã nói với mày rồi, không làm chiến hữu thì làm bạn bè. Bạn bè mà theo dõi bố như thế à? Mày nhìn lại bản thân của mày đi. Ăn mặc trông khác gì thằng ăn mày không mà mày xỉ hoài với ai? Mà cái mà chị lo là nếu mà đúng là tiền của bác Chí thật thì làm sao mà chị cầm được đúng không? Trời, sao không cầm? Đang có tiền thì chả sao. Giờ bác như thế, dù muốn dù không ai để cầm tiền của bác. Xem ra chị vẫn còn sót lại một chút lương tâm ấy nhở. Máy náy thế sao chị không gọi cho bác Chí đi? Nói khéo tí, bảo bác ấy về nhà mà ở. Thì chị cũng chỉ áy náy cái chuyện đó thôi. Bây giờ nếu bảo về ở chung một nhà với nhau thì chị không sẵn sàng. Nhưng mà em thấy chị có công việc ổn định hơn. Chị không rủ anh Tuệ ra ngoài thuê nhà mà ở. Còn cái nhà đấy á, để cho bác Chí. Thế là xong, hết áy náy. Em có dở không? Dù sao cái nhà đấy cũng có phần của anh Tuệ mà. Rồi còn cả cái mầm nữa. Bác ấy ở một mình thôi. Nếu như có ra ngoài thuê nhà thì bác ấy phải đỡ hơn là chị chứ. Chị gái tôi ơi, chị vừa muốn đẩy người ta ra xa, xong rồi chị cũng muốn làm hậu thêm thiện. Một là xấu hẳn, hai là tốt hẳn. Chị đừng có dở ngương, mất hết nét luôn.